Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý trong bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng hàng ngày của truyền hình Công an Nhân dân. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh thành phố. Ngày 3 tháng 11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh quyết định khởi tố bị can, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với Trần Quốc Hùng sinh năm 1976, phó trưởng phòng phòng cấp phép và quan hệ công chúng, cục điều tiết điện lực Bộ Công Thương, Trịnh Văn Đoàn sinh năm 1982, chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng, cục điều tiết điện lực Bộ Công Thương, Nguyễn Hữu Khải sinh năm 1977, trưởng phòng phòng kinh doanh mua điện, công ty mua bán điện tập đoàn điện lực Việt Nam. Đỗ Ngọc Tuyền, sinh năm 1988, chuyên viên phòng kinh doanh mua điện, công ty mua bán điện, tập đoàn điện lực Việt Nam. Trương Hoàng Dũng, sinh năm 1982, chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin, công ty mua bán điện, tập đoàn điện lực Việt Nam. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 5 bị can nêu trên. Hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 3 đối tượng Đặng Tuấn Linh, Trần Văn Nhớ và Lê Trung Hiếu để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, Linh điều khiển xe ô tô chở nhớ Hiếu, Lê Quốc Hưng, Trần Thị Ngọc Phụng và Lê Uyên Nhi lưu thông trên tuyến quốc lộ 20 khi đến địa bàn ấp 1 xã Phú Tân, huyện Định Quán thì bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra ma túy nồng độ cồn. Kiểm tra xe ô tô do Linh điều khiển, lực lượng công an phát hiện một gói bột màu trắng nghi là ma túy có trọng lượng hơn 40 g và một bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy, ba đèn nháy và một loa cầm tay. Qua kiểm tra nhanh, Linh, Hiếu, Nhớ, Hưng và Nhi đều dương tính với ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Trọng, Mai Hàn Anh, Nguyễn Hoàng Nam, Trần Nguyên Khang, Nguyễn Hoàng Phi và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Vũ Duy để tiếp tục điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng. Theo đó, do nhóm của Trọng có mâu thuẫn với Trần Trí Khanh từ trước, Trọng cùng anh Nam, Khang, Duy, Phi và hai người bạn bàn nhau sử dụng hung khí tìm Khanh để giải quyết mâu thuẫn. Vào tối ngày 26 tháng 9, nhóm của Trọng mang theo hung khí rồi sử dụng xe mô tô chở nhau đi tìm Khanh. Khi phát hiện Khanh đang ngồi ở tiệm sửa xe, nhóm của Trọng liền lao vào dùng hung khí chém vào lưng và tay của Khanh. Hoảng sợ, Khanh bỏ trốn và vào. Khanh bỏ trốn vào quán cà phê gần đó thì nhóm của Trọng lại tiếp tục đuổi theo, tìm chém Khanh khiến những người trong quán cà phê bỏ chạy toán loạn. Nhóm của Trọng sau đó cũng lên xe bỏ chạy. Phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm. Xin kính chào tạm biệt. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Hoàng Văn Phương, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại thôn 7, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, về tội trộm cắp tài sản. Cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội là đối tượng Hoàng Văn Hạnh, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn An Mô, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Và đối tượng Đoàn Văn Dũng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại thôn Liên Đồng, xã Thanh Liên, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Bị Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản. Số máy đường dây nóng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an phối hợp thực hiện.